Ok nhé. Giờ mình coi như là cái đàn vừa khởi động xong đúng không? Tắt đàn đi, khởi động xong nó sẽ có tình trạng như thế này. Được chưa? Rồi em sẽ bấm Acom. Một. Đúng không? Cái thứ hai. Nhấn Sinta, rồi, sẽ ba nhấn Phi này, đúng không? Nó sáng đèn đúng không? Lấy điệu đâu? Đúng rồi, lấy cho anh một cái điệu rumba. Đó, rumba kìa, bolero cũng được, vậy em. Đấy, chọn ra đây luôn này, chọn ra đây luôn này, đó, chọn ra luôn, đó, chọn luôn, đó, chọn ra đó, đúng rồi. Lấy tiếng thì chỉ cần chọn ra đây thôi. Đó. Đó, được rồi đó. Anh lát anh sẽ làm lại tiếng kia thôi. Đó. Tăng tốc độ đâu, tăng giảm tốc độ đâu, tempo đâu. Đúng rồi, đây này, ha. Ok, Cũng tăng. đây cũng tempo này. Đúng rồi. Tempo trừ tempo cộng. Nha, xuống lên á. Con táp này là mình đánh rồi. Đó thấy không? Đó là cái táp thời gian của nó. Rồi em hỏi gì nữa Rồi còn cái mà mình đánh nốt đó, cho nó lớn hơn cái tiếng không? Tiếng tiếng điệu. Dạ. Rồi ok, đang đánh vậy đúng không? Rồi bây giờ nhấn vào cái plug này. Nhấn vào đi. Đó em sẽ thấy cái bảng điều khiển đây. Em kéo cái này xuống, cái số 2 này kéo xuống. Kéo xuống, đó, kéo xuống nhấn 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 kéo xuống 60. Thấy chưa? Rồi đánh tiếng đi, đánh tiếng coi nó có to không. Đó, thấy không? Nó to hơn chưa? Không? Đó, kéo xuống. Đó. Đó, còn nếu mà mình để 100 thì nó rớt. Không? Kéo xuống để cho nó lấn lá đi. Đó, vậy thôi, đơn giản. Rồi cái gì nữa? Hỏi thế. Anh muốn em hỏi á, chứ anh nói nhiều đâm ra anh em lại không hiểu. Tăng tông có cần chỉ phần tăng tông giảm tông không? Nó đây này. Trên phó này. Đúng rồi. Tăng này cộng đi, cộng đi. Thấy không? Đó, từ đi. Đó. Đó. Đó, thấy không? Rồi muốn nhìn nốt nhạc ở đâu? Muốn nhìn nốt nhạc ở đâu? Là mình nhấn score này. Đó, ha. Có bài thì nhìn score sẽ ra nốt nhạc cho mình. Này là chỉ để mình học ông thầy ông đánh vô đây xong rồi mình về mình coi mình đánh lại. Đúng rồi, hoặc là trên mạng đó, em cần thì anh sẽ gửi cho em. Về bài diễn gửi cho em. Lấy một cái bài nhạc MP3 làm sao? Nếu mình thu xong rồi á, mình muốn phát lại như thế nào? Lâu quá anh. Rồi, lấy cái bài MP3 đâu? Dạ, hello anh. Đấy, em Ôi chưa chờ em để ý. xíu. Lấy MP3 đâu mà? Đấy, em chưa để ý đâu. Rồi, lấy audio USB. Đó, chào cho, đúng rồi. Nhấn file, chữ H. Đó, đúng rồi. Mình sẽ có những cái file ở trong này đây. Đó. Đó ha. Chữ My recording. My recording đó. Đúng rồi ha. Như như là những cái bài đó bắt đầu mình sẽ nhấn vào cái này. Rồi nhấn cái nút play này nó hát cho mình. Đó, đúng rồi, đúng rồi, nó đó. Mình thu âm lại á. Mình giờ em muốn thu bài gì cũng được. Cứ cắm vô mic là mình thu lại nghe cái âm thanh nó được không? Rồi hỏi nữa đi, hỏi càng nhiều càng tốt. Tại vì là để mình hiểu thêm một cái vấn đề gì đó. Hello anh. Anh nhận lấy ghế ngồi anh, ghế này. Thì cắm mic vô. Cắm mic vô. Hồi nãy. Có cài đặt gì không? Không.